Chào mọi người, mình Trung đây nha mọi người. Hôm nay tiếp tục với cần câu. Đấy, hôm nay là những cây cần này. Rồi, dọn qua đây. Xử từng em một nhé. Đầu tiên là một cây Daiwa súp 3m9 cứng 30. Cô lục cũng được nha mọi người. Đấy, cô lục bạc bãi gì cũng được. Đấy. Đây. Bát Fuji FX7 này. Dàn khoan của nó, khoan Fuji nha. Dàn khoan Fuji. Khoan đầu bu còn ok nha mọi người. Khoan đầu bu còn ok. Đây, đọt của nó. Ok. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người. Cần thì hôm nay là toàn cần chất liệu phíp hết nha mọi người. Tất cả các cần hôm nay đều chất liệu phíp nha. Mình cũng không cần nói lại phíp với lại có nhựa đặc nữa chứ còn không có carbon nha. Đây. Nóc nhựa chỗ này hơi bị bể sao người ta cột không biết. Đây. Dài 3m9, thu vào là 1m16. Đột là 3,2 ly, cân nặng là 560g. 560g. Cây này cây số 1, 390.000. Số 1, 390.000 nha mọi người. Số 2. Số 2 là một cây 3 khúc của Daiwa. 3 khúc của Daiwa. Thì nói chung là cái cần này nguyên bản của nó là có 3 khoang và một đầu bu. Nhưng mà hiện tại là ba cái khoang nó hư rồi. Đây, có cái này nó cũng còn đây nhưng mà thôi mình coi như hư rồi. Mọi người về thay ba cái khoang đi nhé. Đấy. Ba khoang và một đầu bu. Thì đầu bu thì có đây. Đầu bu này không biết bị thay chưa nữa nhưng mà đầu bu thì giờ vẫn còn đây, vẫn có đây nha mọi người. Đấy, mọi người về chỉ cần thay ba cái khoang đi thôi. Còn mọi người muốn đồng bộ luôn cho nó đẹp thì mọi người thay luôn cái đầu bu tùy mọi người. Đấy, 3 khúc. Đấy. Cần thì ngoại hình cũng còn ok lắm. Này. Bát FXE7. Cây này dài 3m3. Thu vào là 1m16. Cái này chưa cần rồi ta. 16 mình thử so với cái này đi. Ủa, cái này nhẹ hơn. Cái này cũng chưa đo luôn, chưa căng lên. Đấy. Cái này thì nặng khoảng cỡ 300g thôi nha mọi người. Nặng cỡ khoảng 300g thôi. Đấy. Đọt, mình đo cái đọt đi. Đột là 3,3 ly. Đột 3,3 ly luôn. Đột 3,3 ly nha mọi người. Cây này cây số 2. Số 2, 190.000. Số 3. Số 3 là một cây 3 khúc Olympic. Đấy, 3 khúc Olympic. Cây này thì dàn khoan còn ok. Đấy. 4 cái khoan và một đầu bu còn ok nhé. À quên. 4 cái khoan thì còn ok, còn đầu bu thì nó bị mắc mất rồi. Tục mất cái đầu bu rồi nha mọi người. Về mọi người thay cái đầu bu vào nhé. Đấy. Đọc này. Cái này để mình đo luôn cái đọt đi. Cái này trọng lượng nó chắc khoảng cỡ 300g nha mọi người. Đọt 3 ly. Đọt 3 ly nha mọi người.
Đấy. Dài 3 mét, thu vào là 1 mét mốt, đọt 3 ly, cân nặng khoảng cỡ 300 gram. Mình chưa cân nhưng mà mình ăn án với những cây khác khoảng cỡ 300 gram nha mọi người. Cái này có số 3. Số 3 250.000. Số 4. Số 4 là một cây cần Olympic. Olympic 3 khúc nha mọi người. Olympic 3 khúc. Khoan đầu bu còn ok nha. Đấy, khoan đầu bu còn. Đấy. Ok. Đây. Cái này dài 3m4. Dài 3m4, thu vào là 1m14. 1m14 nha mọi người. Đọt là ủa, phải 3 không? Từ đo lại thử chứ. 1m. Chờ mình tí nha. Đo lại cái này. Rồi, 1m14. Cái này 3m3 thôi mọi người. 3m3 thôi. Không phải 3m4 đâu. Khoảng 3m3 nha mọi người, 3m3. Đó, chắc có khi đi lộn cái đọc. Đúng rồi. 3m3. Đọc 3,4 ly. Cân nặng là 560 gram. Đây này cây số số 4. Số 4 190.000. Số 4 190.000 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo số 5 là một cái cần là ISO hiệu Daiwa. Đấy, VG. ISO dàn khoan của nó đây. Khoan thì cũng có cái này nó bị tróc này. Ừ này, về người thay đi nhé. Đấy, còn mấy cái khoan dưới này thì mình thấy ok này. Mấy cái trên đầu này thì xem được. Đấy, có cái này nó bị hỏng này, cái này nó bị hỏng chỗ này này. Đấy. Ok. Ba cái khoan trên đầu này là cái khoan không dùng đá nha mọi người. Chắc là người ta thay qua ba cái khoan này rồi. Lúc trước chắc nó có bị gãy bị rít gì đấy. Đấy, người ta thay cái khoan này rồi nhé. Đầu bu cũng bị người ta thay rồi, nên thành nó rớt cái khoan nên người ta thay luôn. Đây, đọt. Rớt. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn, năm, sáu. Sáu lóng nha mọi người. Bát Fuji FX6. Cần này dài 4m6, thu vào là 91cm, đọt là 1,1 ly, cân nặng là 260g. Cây này cây số số 5. Số 5 301. Số 6 tiếp tục là một cây cần Daiwa ISO. Đây là 54 nhé. Đấy. Khoan này. Khoan còn ok nhá. Khoan mấy khoan. Đây, đây khoan đây này. Đây là khoan bị thay rồi nha mọi người. Khoan đây là bị thay rồi. Đấy. Chắc có lẽ lúc xưa nó gãy một tí đọt nhá, nó gãy một tí chỗ đoạn đầu vu nên người ta thay luôn rồi nhá. Nó tục luôn mấy cái khoan này người ta thay rồi. Đấy. Đọc. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm, sáu, bảy,
bãi lóng nha mọi người. Độc số 4. Đấy. Cái này dài 5,4 m. Thu vào là 95 cm. Độc là 2 ly. Cân nặng là 500 g. 500 g nha mọi người. Cái này cái số 6. Số 6, 350 nghìn. Số 7 là một cây Tsunami. Đấy. Cái này 4,5 m nha mọi người. Bass Fuji FX7 này. Đấy. Dàn khoan đầu bu còn ok luôn. Đấy. Khoan Fuji đầu bu ok nhé. Đầu. Một lóng. 2 3 4 5 5 lóng nha mọi người. Chỗ này nó có bị cạ xước sơn gì thôi nha mọi người. Cạ bị cạ vào cái gì á, nó xước sơn này thôi. Không ảnh hưởng gì. Cần dài 4,5 m, thu vào là 1,02 m, độc là 2 ly, cân nặng là 300 g. Cây này cây số 7. 301. Số 8, số 8 là một cây cần 3 khúc của TFR này. Đấy. Cần này thì khoan đầu bu còn ok. Đấy. 4 khoan và 1 đầu bu. Đấy. Còn ok nha mọi người. Bát vặn kim loại này. Đấy, tay gỗ này thì người ta sơn lại cái tay gỗ rồi, chắc nó bị tróc sơn người ta sơn lại này. Ok. Cái cần này dài 3 m, thu vào là 1,05 m, độc là 3,25 ly, cân nặng là 360 g. 360 g nha mọi người. Cây này cây số 7, số 8, số 8 nha mọi người. Số 8, 250. Ồ, chỗ này có cái nắp mà người ta thay luôn nè. Số 9. Số 9 là một cây cần Alpha Tac Sub 4,2 nha mọi người. 5 lóng này. China xuất nhật nha. Cái này China xuất nhật. Đấy. Cái này coi lục cũng được. Đầu Bass Fuji này. Quay. Bass Fuji khoan cũng Fuji luôn. Đấy. Khoan thì có cái khoan này bị nứt kim loại chỗ này. Về mọi người dán keo lại nha mọi người. Đây nữa này. Về người dán keo, một là thay cái khoan này đi, hai là dán keo vẫn xài được nhé. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm, năm lóng nha mọi người. Cần này thì bạc bãi, câu lục đều ok. Đấy. Fuji FX7 này, bát này. Cần này 4,2 m, thu vào là 97 cm, độc là 3 ly. Độc 3 ly, cân nặng là 520 g. Đấy. Cái này số 9. Số 9 280 nghìn. Số 9 280 nghìn nha mọi người.
Số 10 là một cây ISO đấy, 4 mét rưỡi, made in Korea, xuất Nhật. Bass Fuji FX7. Đấy. Dàn khoan với đầu bu này, nhìn còn ok này. Đấy, ok đẹp nhá. Một lóng. 2 3 4 5 5 lóng tất cả nha mọi người. Cái cần này dài 4,5 m, thu vào là 1,02 m, đột là 2,1 ly, cân nặng là 280 g. Cái này cái số 10. Số 10 301. Số 11 là cây cần Daiwa VG. Cần này còn cũng ISO nha mọi người, dài 6,3 m, đọc số 2 này. 6,3 m đọc số 2. Thì chàng khoan á, thì có một cái khoan chỗ này là mắt đá này. Chàng khoan dưới này còn ok này. Phía tây này thì cái đầu bu, này cái đầu này nó bị gãy một đoạn rồi, bị gãy một đoạn nên nó tụt hết cái khoang phía trên này, thì người ta thay mấy cái khoang này rồi nha mọi người. Đây, thay 2-3 cái khoang gì đây. Đấy, với cái đầu bu cũng thay nhá. Ok, cái cần này gãy khoảng cỡ 30 phân nha mọi người, 30 phân đầu. Đấy, 1 lóng, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lóng nha mọi người, 8 lóng. Đây, bát FK FX7. Đây, cần này giờ chỉ còn dài 6 m, thu vào là 96 cm, đọt là 1,26 ly, cân nặng là 640 g. 640 g nha mọi người. Cây này cây số 11. 11 390. À, 12. 12 là tiếp tục một cây đây. Đây qua nha mọi người. Đây. Đây qua ISO khoan nhỏ nhé. Dàn khoan này, khoan như thế này còn ok. Phía trên này thì bị mắc một hai khoan gì đây, một hai khoan như này. Cái khoan chỗ này cũng bị thay rồi, đầu bu cũng bị thay rồi nha mọi người. Về mọi người thay cái dàn khoan chỗ này đi. Khoảng cỡ 4 5 cái khoan gì đấy. Có 5 cái khoan gì đấy với một cái đầu bu nhé. Đọc 1 lóng 2 3 4 5 6. 6 lóng nha mọi người. Tay Fuji luôn nè. Cái bát này bát FK FX7 nha mọi người. Đấy. Cần này dài 5,3 m, thu vào là 1,11 m, đột là 1,25 ly, cân nặng là 420 g. Cái này cây số 12. 12 201. 12 201 nha mọi người. Ba là một cái cần Olympic 3 khúc. Đây, Olympic 3 khúc nhé. Cái cần này thì đây, qua cho mọi người xác xem cái dàn khoan này. Khoan hơi bị dây dây một tí thôi.
đánh ra là ok nha mọi người. Đấy. Đọc. Khoan thì còn đầy đủ nha mọi người, khoan thì còn đầy đủ, đọc nè. Ok. Ba khúc nha. Cần này dài 2m4, thu vào là 87cm, đột là 1,4 ly, cân nặng là 240g. Cái này cái số 13. 13, 280.000. Cái cần này thể loại này gọi là cái gì mà không biết được. Cái này có được coi là Ikada không biết. Đây, đọc mảnh này. Đọc rất là mảnh luôn. Đây, đọc mảnh trong ngực. Đây. Ok. Khoan còn đầy đủ nhé. Khoan là còn đầy đủ. Khoan cái này. Đấy. Ikada 2 khúc này. Đấy. Cần này dài 1m8. Thu vào là 93cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 160g. Cây này cây số 14, 14, 190. Số 15. 15 tiếp theo cũng là một cây cần 2 khúc, cần này cần Olympic nha mọi người. 2 khúc nhưng mà đọc nhỏ này. Đấy, 2 khúc đọc nhỏ nhé. Nó giống như kiểu Ikada vậy đó. Đấy. Đọc mảnh mảnh nhỏ nhỏ tí nha mọi người. Dàn khoan cũng dài nữa. Đấy, mình quay như thế này cho mọi người xem. Khoan bát đầy đủ nha, bát vặn kim loại này. Đấy. Cái cần này dài 1m8, thu vào là 94cm, đọt là 1,2 ly, cân nặng là 120g. 120g. Cây này cây số 15. Số 15 150.000 nha mọi người. Số 15 150.000. Sáu 16 cũng một cây cần 2 khúc này, bát vặn kim loại, đọt cũng nhỏ nhỏ nha mọi người. Đây, đọt nhỏ nhỏ đấy. Cái cần này thì mắc một cái khoan chỗ này về người cột lại nhé, từ trên đầu bu xuống này một khoan, khoan thứ hai này đấy, khoan chỗ này nó bị hư rồi nhé, về người cột lại cái khoan này. Đấy, cần này cũng cần Olympic luôn. Cây này cây dài 1m8, thu vào 96cm, đọt là 1,7 ly, cân nặng là 210g. Cây này cây số 16. 16 150.000. 16 150.000. Số 17 tiếp tục một cây cần 2 khúc. Đấy. Khoan bát đầy đủ. Này, xem trước đi. Mình uống cái độc cho mọi người xem nhé. Bát vặn kim loại nhé. Đây. Cái cần này dài 1m75, thu vào là 88cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng là 140g. Cái này số 17. 17 240.000.
8 tiếp tục là một cây cần 2 khúc như thế này đây. Này, có mấy cái chỉ nhựa nó hơi bị bung bung, về mọi người cột thêm vào nhé. Thêm không tháo ra cột lại tùy mọi người. Chung là mình thấy vẫn còn ok. Khoan bát còn ok nha mọi người. Này, bát trượt Fuji FX6 này. Đọc đây. Cần này dài 2m1, thu vào là 1m09, đột là 1,6 ly, cân nặng 240g nhé. 240g. Cây này cây số 18. 18, 290.000. Số 19, 19 là một cây đây, độc đặc, cây cần đặc nha mọi người. Đặc đây. Đây, đúng luôn ở đây cho mọi người xem. Ok. Cái cần này thì độc dài hơn gốc nhé, độc dài hơn gốc. Khoan được còn ok nha mọi người. Khoan còn ok. Đấy. Bát Fuji FX6 này. Đấy. Cần này dài 2m1, thu vào là 1m18, độc là 1,1 ly, cân nặng là 300g. Chính 220.000. Số 20 là một cây cần ISO độc số 2, dài 5m3. Đây. Dàn khoan của nó đây nha mọi người. Hơi xinh xắn thế này thôi, về mọi người đánh vệ sinh lại là sạch ra. Đấy. Đã bố cũng vậy. Đấy. Bát vặn nhé. Cái gần này dài 4m8, thu vào là 5m3 mà giờ còn 4m8 là cái đọt nó bị gãy khá là nhiều đó nha mọi người, bị gãy khá là nhiều rồi. Đấy, 5m3 mà còn 4m8. Thu vào là 1m19, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 300g. Cái này cây số 20. 250.000. 250.000 nha mọi người. Rồi. Video hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Đấy, mình cũng nhắc đi nhắc lại rồi, mọi người là mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 5599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình mới bắt đầu ship code. Đấy. Và mọi người trước khi nhận hàng phải mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận xem có bị sai sót hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì so với trên video hay không. Đấy, trong quá trình vận chuyển có hồi nó bị này bị kia thì mọi người báo ngay cho bên mình nhé. Có việc gì báo ngay cho bên mình để đôi bên cùng giải quyết. Còn tránh trường hợp là mọi người đừng có nhận hàng bừa, không chịu xem hàng là nhận hàng bừa, là mình không chấp nhận giải quyết những trường hợp đó đâu nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.